Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Khi nói về thành công và sự nghiệp bền vững, chúng ta thường nghĩ đến những yếu tố như kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc hay mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên, có một người đã chứng minh rằng để đạt đến đỉnh cao, bạn cần nhiều hơn thế. Đó là tỷ phú tự thân Mark Cuban, nhà đầu tư nổi tiếng trong chương trình Shark Tank và người sáng lập của nhiều doanh nghiệp thành công. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 6 kỹ năng thiết yếu mà Mark Cuban tin rằng sẽ luôn cần thiết, không chỉ trong hiện tại mà còn trong 10 hay 100 năm tới. Đây là những kỹ năng mà ông cho rằng đã giúp mình và nhiều doanh nhân khác đạt được thành công vượt bậc. Từ kỹ năng đàm phán tinh tế, khả năng thích ứng với thời đại, đến sự nhanh nhẹn và trí tò mò trong công việc. Tất cả sẽ được chia sẻ và giải thích chi tiết để bạn có thể áp dụng vào con đường sự nghiệp của mình. Hãy cùng đi sâu vào từng kỹ năng và tìm hiểu cách chúng có thể giúp bạn không chỉ vượt qua thách thức mà còn mở ra cánh cửa cơ hội và thành công. Nếu bạn đang tìm kiếm động lực để cải thiện bản thân và xây dựng một tương lai thịnh vượng, đừng bỏ lỡ video này. Hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Tỷ phú tự thân Mark Cuban là người như thế nào? Tỷ phú tự thân Mark Cuban, năm nay 66 tuổi, không chỉ nổi danh với sự giàu có mà còn bởi khả năng nhìn xa, trông rộng và am hiểu về thị trường cũng như doanh nghiệp. Được biết đến rộng rãi với vai trò nhà đầu tư trong chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Shark Tank, Cuban đã dành hơn một thập kỷ để lắng nghe và đánh giá vô số bài thuyết trình kinh doanh từ những doanh nhân đầy tham vọng. Những năm tháng này đã giúp ông tích lũy không chỉ kiến thức mà còn cả những bài học quý giá về sự thành công và những yếu tố tạo nên nó. Mark Cuban từng chia sẻ, có những kỹ năng mà dù là trong 10 năm hay 100 năm tới, chúng vẫn sẽ luôn cần thiết cho bất kỳ ai muốn tiến xa hơn trong công việc và sự nghiệp của mình. Nhận định này cho thấy, tầm nhìn chiến lược của một tỷ phú không chỉ dựa vào sự may mắn hay việc đầu tư đúng lúc, mà quan trọng hơn là sự hiểu biết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng với những kỹ năng nền tảng không bao giờ lỗi thời. Vậy, những kỹ năng mà Cuban nhắc đến là gì? Và tại sao chúng lại được coi là bất biến theo thời gian? Trong phần đầu của video này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu 6 kỹ năng quan trọng mà Mark Cuban tin rằng bất cứ ai, từ doanh nhân, người mới đi làm, cho đến những người lãnh đạo cấp cao đều cần nắm vững để đạt được thành công bền vững. Trước hết, hãy quay lại bối cảnh nơi Cuban đã khẳng định vai trò của những kỹ năng này. Trải qua hàng nghìn cuộc trò chuyện và thuyết trình trên Shark Tank, ông không chỉ thấy được những điểm sáng tạo, đột phá, mà còn nhận ra những yếu tố chung mà các doanh nhân thành công nhất đều có. Và trong mỗi cuộc đối thoại, mỗi lời khuyên mà ông dành cho những nhà sáng lập trẻ, Cuban luôn nhấn mạnh về giá trị của việc trang bị các kỹ năng nền tảng. Một trong những kỹ năng đầu tiên Cuban nhắc đến chính là khả năng giao tiếp hiệu quả. Ông từng nói rằng, dù bạn có là người tài năng đến đâu, nếu bạn không biết cách truyền tải ý tưởng, truyền cảm hứng và thuyết phục người khác, thì thành công của bạn cũng sẽ bị giới hạn. Giao tiếp không chỉ đơn thuần là việc nói chuyện lưu loát, mà còn là nghệ thuật nắm bắt tâm lý người nghe, truyền đạt thông điệp một cách thuyết phục và xây dựng lòng tin. Đây là kỹ năng mà Cuban nhận thấy không hề lỗi thời, bất kể xã hội thay đổi ra sao hay công nghệ có phát triển đến mức nào. Kỹ năng thứ hai mà Mark Cuban đặc biệt nhấn mạnh là khả năng học hỏi liên tục. Trong một thế giới mà công nghệ và xu hướng liên tục thay đổi, việc không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức là yếu tố quyết định sự khác biệt giữa người tiên phong và người theo sau. Cuban từng chia sẻ rằng ông luôn tự đặt ra cho mình một quy tắc, mỗi ngày hãy học thêm ít nhất một điều mới. Chính điều này đã giúp ông không chỉ làm giàu thêm vốn tri thức, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Học hỏi không nhất thiết phải là những kiến thức chuyên môn cao siêu. Đôi khi, việc học từ những trải nghiệm thực tế và từ những người xung quanh cũng mang lại giá trị không kém. Một yếu tố khác mà Cuban đề cập là kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây là nền tảng giúp bạn không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong bất kỳ lĩnh vực nào. Cuban từng giải thích rằng các doanh nhân ông từng đầu tư thành công nhất đều là những người có khả năng đối diện với thử thách một cách bình tĩnh, tìm ra giải pháp và áp dụng chúng một cách khôn ngoan. Kỹ năng này đòi hỏi sự kết hợp giữa sự sáng tạo, khả năng phân tích và sự kiên nhẫn. Tất cả những điều này đều cần được rèn luyện và phát triển theo thời gian. Không chỉ dừng lại ở khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề, Cuban còn đặc biệt nhắc đến kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm. Ông cho rằng
cho một môi trường làm việc đa dạng và ngày càng toàn cầu hóa, khả năng làm việc nhóm hiệu quả là yếu tố không thể thiếu. Kuban nhấn mạnh, một người thành công không phải là người làm việc một mình, mà là người biết cách phối hợp với những người khác để tạo nên kết quả tốt nhất. Một kỹ năng mà nhiều người thường bỏ qua nhưng lại vô cùng quan trọng, theo lời Kuban, là khả năng thích nghi và linh hoạt. Trong một thế giới mà sự thay đổi diễn ra liên tục, khả năng thích nghi là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn tồn tại và tiến xa hơn. Kuban thường kể lại những câu chuyện từ chính những trải nghiệm đầu tư của mình để minh họa cho điều này. Có những công ty ban đầu gặp khó khăn khi mô hình kinh doanh không hoạt động như mong đợi, nhưng nhờ vào sự linh hoạt và sẵn sàng thay đổi chiến lược, họ đã vượt qua thử thách và trở nên thành công. Cuối cùng, Mark Cuban không quên đề cập đến sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc. Ông nhấn mạnh rằng, mọi con đường thành công đều có những lúc gặp khó khăn, thất bại và chông gai. Điều phân biệt người thành công với người thất bại không phải là việc ai chưa từng gục ngã, mà là ai có thể đứng dậy nhiều lần hơn. Cuban chia sẻ, những doanh nhân thành công tôi từng gặp đều là những người biết cách đứng lên sau mỗi thất bại, học hỏi từ đó và tiếp tục tiến bước. Trên đây là những nội dung mở đầu để hiểu rõ hơn về 6 kỹ năng mà Mark Cuban tin rằng sẽ không bao giờ lỗi thời. Ở phần tiếp theo của video, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào từng kỹ năng cụ thể, cùng với những ví dụ từ chính câu chuyện cuộc đời của Mark Cuban, cũng như những doanh nhân mà ông đã từng cố vấn. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn tại sao những kỹ năng này không chỉ quan trọng, mà còn có thể mang lại sự bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp. 3 kỹ năng mềm để có được việc làm và thịnh vượng lâu bền. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về 3 kỹ năng mềm mà Mark Cuban coi là chìa khóa quan trọng cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm việc làm và đạt được thành công bền vững, đặc biệt là khi thị trường lao động trở nên khắc nghiệt. Những kỹ năng này không chỉ giúp bạn tìm kiếm được công việc, mà còn đảm bảo rằng bạn sẽ phát triển và nổi bật trong sự nghiệp của mình. Đó là sự nhanh nhẹn, trí tò mò và khả năng thích ứng. 1. Sự nhanh nhẹn. Trước tiên, hãy nói về sự nhanh nhẹn. Mark Cuban nhấn mạnh rằng sự nhanh nhẹn không chỉ đơn thuần là tốc độ làm việc, mà còn là khả năng linh hoạt trong tư duy và hành động. Trong một thế giới đầy biến động, nơi công nghệ và thị trường thay đổi không ngừng, việc có thể nhanh chóng điều chỉnh cách làm việc để phù hợp với tình hình mới là điều thiết yếu. Người có sự nhanh nhẹn cao sẽ dễ dàng nhận ra các cơ hội và tận dụng chúng trước khi người khác kịp hành động. Sự nhanh nhẹn thể hiện rõ ở khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các nhiệm vụ khác nhau và tìm ra cách giải quyết mới mẻ cho các vấn đề cũ. Những người này có khả năng suy nghĩ sáng tạo, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và không bị giới hạn bởi các phương pháp làm việc truyền thống. Cuban tin rằng một người lao động có thể thích ứng với nhiều vai trò khác nhau trong công ty sẽ là một tài sản vô cùng quý giá cho bất kỳ tổ chức nào. Trong thực tế, các công ty ngày nay đang tìm kiếm những cá nhân không chỉ thực hiện tốt công việc được giao, mà còn có khả năng điều chỉnh và đón nhận những thách thức mới với thái độ tích cực. Khả năng này giúp cho không chỉ cá nhân người lao động mà cả công ty đều có thể phản ứng nhanh với các biến động trên thị trường, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững. 2. Trí tò mò. Kỹ năng mềm tiếp theo mà Cuban khuyến khích mọi người nên phát triển là trí tò mò. Đây là động lực chính giúp bạn không ngừng học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Trí tò mò không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc, mà còn thúc đẩy bạn mở rộng kiến thức về những lĩnh vực khác, từ đó trở thành một nhân viên đa năng và sáng tạo. Trong hơn 10 năm lắng nghe các bài thuyết trình kinh doanh và làm việc với nhiều doanh nhân, Cuban nhận ra rằng những người có trí tò mò cao thường có xu hướng thành công hơn. Họ không chấp nhận tình trạng hiện tại mà luôn đặt câu hỏi, tại sao? Và nếu làm khác đi thì sẽ ra sao? Chính sự tò mò này đã thúc đẩy họ tìm kiếm các giải pháp mới, cải tiến quy trình và tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị cao hơn. Trí tò mò cũng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong môi trường có sự thay đổi liên tục. Việc sẵn sàng tìm hiểu và học hỏi những điều mới sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp thu những công nghệ mới, quy trình mới và nhanh chóng áp dụng chúng vào công việc. Ví dụ, nếu công ty bạn quyết định áp dụng một công nghệ mới trong công việc hàng ngày, người có trí tò mò sẽ sẵn sàng tìm hiểu cách thức hoạt động, lợi ích và cách ứng dụng công nghệ này vào công việc một cách nhanh chóng. Cuban từng nói rằng, những người biết đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời
không chỉ giỏi hơn trong việc giải quyết vấn đề, mà còn tạo nên những cải tiến thực sự. Chính vì vậy, trí tò mò là một yếu tố không thể thiếu để bạn luôn tiên phong trong công việc và giữ vững sự cạnh tranh. 3. Khả năng thích ứng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khả năng thích ứng là kỹ năng mềm được các nhà tuyển dụng ngày nay đặc biệt đánh giá cao. Trong thời đại mà các xu hướng và công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc giữ vững một phương pháp làm việc cố định sẽ làm bạn bị bỏ lại phía sau. Khả năng thích ứng không chỉ là việc thay đổi để phù hợp với môi trường xung quanh, mà còn là việc phát triển và tận dụng những thay đổi đó để tạo ra lợi thế cho bản thân. Mark Cuban chia sẻ rằng, những người có khả năng thích ứng cao thường có khả năng học nhanh các kỹ năng mới, áp dụng các kỹ năng cũ theo cách mới, hoặc đơn giản là giữ được sự tự tin khi đối diện với những thay đổi bất ngờ trong xã hội. Đối với các doanh nhân mà Cuban đã làm việc cùng, sự thích ứng thường là yếu tố quyết định giữa việc vượt qua thử thách hoặc thất bại. Ví dụ, trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến những biến động lớn từ đại dịch toàn cầu đến những thay đổi về cách thức làm việc. Những cá nhân và doanh nghiệp có khả năng thích ứng nhanh chóng đã chuyển đổi sang mô hình làm việc từ xa, tìm ra cách duy trì năng suất và kết nối nhân viên qua các công cụ kỹ thuật số. Điều này không chỉ giúp họ duy trì hoạt động, mà còn mở ra những cơ hội mới để phát triển và mở rộng. Khả năng thích ứng cũng liên quan chặt chẽ đến trí tò mò và sự nhanh nhẹn. Một người lao động tò mò và nhanh nhẹn sẽ dễ dàng nhận ra khi cần thay đổi và nhanh chóng điều chỉnh bản thân để bắt kịp xu hướng mới. Cuban tin rằng sự linh hoạt không chỉ là kỹ năng cần có cho từng cá nhân, mà còn là giá trị mà tổ chức cần phát triển để tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong tương lai. 4. Tại sao những kỹ năng này lại quan trọng? Cuban nhấn mạnh rằng, ba kỹ năng mềm này, sự nhanh nhẹn, trí tò mò và khả năng thích ứng, không phải là những kỹ năng có thể đo đếm dễ dàng như kỹ năng chuyên môn, nhưng chúng lại đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự thành công của một cá nhân và tổ chức. Các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm những ứng viên không chỉ có bằng cấp hay kinh nghiệm, mà còn có khả năng làm việc trong một môi trường thay đổi nhanh chóng và đầy thách thức. Hãy nghĩ về những lần bạn phải học một kỹ năng mới để hoàn thành công việc, hoặc đối diện với một sự thay đổi lớn trong công ty. Những người có thể giữ được sự bình tĩnh và tự tin, học hỏi nhanh chóng và điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới sẽ nổi bật hơn hẳn so với những người không thể theo kịp. Các tổ chức hiện đại đang phải đối mặt với sự thay đổi liên tục trong lĩnh vực công nghệ, thị trường và xã hội. Do đó, họ cần những nhân viên không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mà còn có khả năng làm việc sáng tạo, tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy sự đổi mới. Các công ty đang tìm kiếm những người có thể phát triển và giúp tổ chức phát triển theo, và ba kỹ năng này chính là nền tảng cho những phẩm chất đó. Trong video này, chúng tôi không chỉ giới thiệu ba kỹ năng mềm mà Mark Cuban đã khuyên mọi người cần phát triển, mà còn giải thích tại sao chúng lại quan trọng và làm thế nào bạn có thể rèn luyện và áp dụng chúng trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Để tóm lại, sự nhanh nhẹn giúp bạn phản ứng nhanh với những thay đổi và tận dụng cơ hội. Trí tò mò thúc đẩy bạn học hỏi và khám phá những điều mới. Và khả năng thích ứng giúp bạn tự tin và duy trì sự bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là những phẩm chất mà bất kỳ ai muốn vươn lên trong sự nghiệp đều cần phải có. Ở phần tiếp theo của video, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số chiến lược thực tế để phát triển những kỹ năng này. Từ cách thay đổi tư duy đến những thói quen hàng ngày có thể giúp bạn trở nên nhanh nhẹn, tò mò và linh hoạt hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Một số chiến lược thực tế để phát triển ba kỹ năng mềm. Để phát triển những kỹ năng như sự nhanh nhẹn, trí tò mò và khả năng thích ứng, bạn cần áp dụng một số chiến lược thực tế từ thay đổi tư duy đến xây dựng thói quen hàng ngày. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn cải thiện những kỹ năng này để trở nên linh hoạt hơn trong công việc và cuộc sống. 1. Thay đổi tư duy. Để phát triển sự nhanh nhẹn, áp dụng tư duy phản xạ nhanh, fast thinking. Để trở nên nhanh nhẹn, bạn cần học cách suy nghĩ và phản ứng nhanh hơn trong các tình huống khác nhau. Để thực hiện điều này, hãy rèn luyện thói quen đưa ra quyết định nhanh chóng trong các tình huống nhỏ hàng ngày như chọn món ăn, quyết định đi đường nào hoặc xử lý một công việc đột xuất. Càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng tự tin hơn trong việc ra quyết định trong những tình huống phức tạp hơn. Thực hành ra quyết định. Theo nguyên tắc 80/20,
Nguyên tắc Pareto nói rằng 80% kết quả đến từ 20% nỗ lực. Hãy áp dụng điều này bằng cách tập trung vào những quyết định mang lại hiệu quả cao nhất và không dành quá nhiều thời gian cho những chi tiết nhỏ không quan trọng. Điều này giúp bạn nhanh chóng xử lý công việc và giải quyết vấn đề mà không bị kẹt trong sự cầu toàn. Khuyến khích tư duy chủ động. Tập trung vào việc chủ động tìm kiếm giải pháp thay vì chỉ phản ứng lại các vấn đề. Hãy dành thời gian mỗi ngày để tự đặt câu hỏi như: nếu gặp phải tình huống này, mình sẽ xử lý thế nào? Có cách nào tốt hơn để thực hiện công việc này không? Điều này giúp bạn rèn luyện khả năng phản ứng nhanh và tìm ra giải pháp sáng tạo. 2. Xây dựng trí tò mò trong công việc và cuộc sống. Đặt câu hỏi mọi lúc mọi nơi. Trí tò mò bắt nguồn từ thói quen đặt câu hỏi. Đừng ngại hỏi tại sao, làm thế nào và điều gì xảy ra nếu. Điều này giúp bạn hiểu sâu hơn về mọi thứ xung quanh và khám phá ra những điều mới mẻ. Ví dụ, khi đọc một bài báo hoặc xem một đoạn video, hãy đặt câu hỏi và tìm hiểu thêm về chủ đề đó. Duy trì thói quen đọc sách và nghiên cứu. Đọc sách không chỉ mở rộng kiến thức mà còn kích thích tư duy. Hãy tìm đọc sách về nhiều chủ đề khác nhau, từ công nghệ, lịch sử, khoa học cho đến tiểu thuyết và văn hóa. Việc này không chỉ làm tăng sự hiểu biết của bạn mà còn khơi dậy sự tò mò về các lĩnh vực bạn chưa từng nghĩ tới. Tham gia các khóa học mới. Học hỏi liên tục là cách tốt nhất để duy trì và phát triển trí tò mò. Tham gia các khóa học online hoặc hội thảo về những chủ đề bạn chưa biết. Các nền tảng như Coursera, Udemy và Khan Academy có vô số khóa học miễn phí hoặc chi phí thấp, giúp bạn mở rộng kiến thức và khám phá những lĩnh vực mới, tương tác với những người khác ngành, giao tiếp và học hỏi từ những người làm việc trong các ngành khác nhau sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều hơn về các vấn đề. Hãy tham gia vào các buổi họp mặt, nhóm thảo luận hoặc diễn đàn trực tuyến nơi bạn có thể trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với những người khác biệt về chuyên môn. 3. Rèn luyện khả năng thích ứng, đón nhận thay đổi với tư duy tích cực. Một trong những cách quan trọng để phát triển khả năng thích ứng là thay đổi cách bạn nhìn nhận những thay đổi. Thay vì coi sự thay đổi là điều tiêu cực hoặc rủi ro, hãy nhìn nhận chúng như cơ hội để học hỏi và phát triển. Tập thói quen tự hỏi, điều này có thể mang lại điều gì tích cực? Hoặc, mình sẽ học được gì từ trải nghiệm này? Thử thách bản thân với những điều mới mẻ. Để rèn luyện khả năng thích ứng, hãy thường xuyên đưa bản thân vào những tình huống mới mẻ và khác biệt. Đó có thể là thử một công việc mới, học một kỹ năng mới, hoặc tham gia vào một dự án mà bạn chưa từng thực hiện. Mỗi lần bạn đối mặt với điều chưa biết và vượt qua nó, khả năng thích ứng của bạn sẽ tăng lên. Xây dựng tư duy linh hoạt. Linh hoạt trong suy nghĩ có nghĩa là bạn sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận và không bị gắn chặt vào một lối mòn. Hãy tự luyện tập bằng cách tìm nhiều giải pháp khác nhau cho một vấn đề và thử áp dụng chúng. Ví dụ, nếu bạn thường giải quyết công việc theo một trình tự nhất định, hãy thử thay đổi cách tiếp cận để xem có hiệu quả hơn không. Tập trung vào giải quyết vấn đề. Thay vì than phiền, khi đối diện với một tình huống khó khăn, thay vì than phiền, hãy tìm cách giải quyết vấn đề. Hãy tự hỏi, mình có thể làm gì để cải thiện tình hình này? Hoặc, đây là cơ hội để mình học được điều gì? Thói quen này không chỉ giúp bạn đối phó với sự thay đổi một cách chủ động, mà còn giúp bạn trở nên đáng tin cậy hơn trong mắt đồng nghiệp và sếp. 4. Xây dựng thói quen hàng ngày giúp phát triển những kỹ năng này. Ghi chép nhật ký học hỏi. Mỗi ngày, hãy dành ra 10 đến 15 phút để ghi chép lại những gì bạn đã học được. Đó có thể là những kiến thức mới, những trải nghiệm đáng nhớ, hoặc những thách thức bạn đã vượt qua. Việc này giúp bạn duy trì trí tò mò và ghi nhớ những bài học quan trọng. Thực hiện các bài tập tư duy sáng tạo. Tham gia các trò chơi trí tuệ, giải đố hoặc các bài tập tư duy sáng tạo giúp kích thích não bộ và cải thiện sự nhanh nhẹn trong suy nghĩ. Các hoạt động như Sudoku, trò chơi ô chữ và các bài tập trí nhớ đều là những công cụ hữu ích để rèn luyện khả năng tư duy nhanh và sáng tạo. Thực hành kỹ năng tự phản ánh. Tự phản ánh là một cách tuyệt vời để đánh giá cách bạn đối mặt và thích ứng với những thay đổi. Mỗi tuần, hãy dành thời gian để nhìn lại những điều bạn đã làm trong tuần và tự hỏi. Mình đã làm gì tốt? Mình có thể cải thiện điều gì? Và mình đã học được gì từ tuần này? Điều này không chỉ giúp bạn nhận ra điểm mạnh và điểm yếu, mà còn giúp bạn phát triển khả năng tự điều chỉnh. Kết nối với môi trường đa dạng. Để trở nên linh hoạt và thích ứng nhanh chóng, hãy cố gắng kết nối với môi trường đa dạng về văn hóa, ngành nghề và quan điểm. Việc tương tác với những người có suy nghĩ
và trải nghiệm khác biệt sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn và chuẩn bị tốt hơn khi gặp phải những tình huống không quen thuộc. Thực hành mindfulness, chánh niệm. Thực hành chánh niệm giúp bạn giữ tâm trí bình tĩnh và tập trung trong những tình huống căng thẳng hoặc khi đối diện với thay đổi. Điều này giúp bạn phản ứng một cách linh hoạt hơn và đưa ra những quyết định thông minh hơn. Dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để thực hiện các bài tập chánh niệm như thiền, hít thở sâu hoặc tập trung vào hiện tại sẽ giúp bạn cải thiện khả năng tự điều chỉnh và thích ứng. 5. Kết hợp những kỹ năng lại để tạo nên sự nhanh nhẹn, tò mò và thích ứng. Để thực sự trở nên nhanh nhẹn, tò mò và linh hoạt, bạn cần kết hợp những kỹ năng này lại với nhau. Ví dụ, khi đối diện với một dự án mới tại công ty, áp dụng sự nhanh nhẹn để nhanh chóng tìm hiểu dự án, phân tích các bước cần làm và hành động một cách hiệu quả. Dùng trí tò mò để đặt câu hỏi, khám phá thêm về các phương pháp hoặc công cụ mới có thể áp dụng để cải thiện hiệu suất, thể hiện khả năng thích ứng khi đối mặt với các thay đổi đột ngột hoặc yêu cầu mới từ sếp hoặc khách hàng, và sẵn sàng thay đổi kế hoạch để phù hợp với tình hình mới. Bằng cách xây dựng những kỹ năng này, thông qua các chiến lược và thói quen trên, bạn sẽ không chỉ thành công trong công việc, mà còn trở nên linh hoạt, sáng tạo và tự tin hơn trong cuộc sống. Những kỹ năng này sẽ giúp bạn sẵn sàng đón nhận bất kỳ thách thức nào mà cuộc sống có thể đưa đến, từ đó mở ra những cơ hội mới và thúc đẩy sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Hai kỹ năng đàm phán quan trọng giúp bạn thành công và giàu có. Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu vào hai kỹ năng đàm phán quan trọng mà Mark Cuban tin rằng bất kỳ ai cũng cần nắm vững để đạt được thành công trong mọi cuộc thương thuyết. Đây không phải là những kỹ năng liên quan đến việc chiếm ưu thế hay áp đảo người đối diện bằng giọng nói lớn hoặc những lập luận phức tạp. Thay vào đó, chúng tập trung vào chiến lược và tâm lý giúp người đàm phán đạt được mục tiêu một cách khéo léo và hiệu quả. Đó là sự kiên nhẫn và không cố gắng thắng bằng mọi giá. 1. Sự kiên nhẫn để đạt được điều mình muốn. Một trong những kỹ năng đầu tiên mà Cuban cho rằng người đàm phán cần phát triển chính là sự kiên nhẫn. Đàm phán không phải lúc nào cũng là một cuộc đua nước rút, mà thường là một cuộc marathon, đòi hỏi người tham gia phải có khả năng chờ đợi và kiên trì để đạt được kết quả tốt nhất. Cuban từng chia sẻ rằng, trong những cuộc đàm phán, đặc biệt là khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong chương trình Shark Tank, ông thường chọn cách ngồi im lặng và lắng nghe những gì người khác nói. Trong khi các shark khác nêu lên ý kiến, thắc mắc và trao đổi với doanh nhân, Cuban tận dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ thấu đáo hơn về các chi tiết được đề cập, đánh giá mức độ khả thi của thương vụ và chuẩn bị câu trả lời phù hợp nhất. Chiến thuật im lặng này không chỉ giúp ông có thêm thời gian để phân tích, mà còn thể hiện sự tôn trọng với người đang phát biểu, từ đó tạo nên một bầu không khí đối thoại tích cực. Kiên nhẫn trong đàm phán không chỉ thể hiện qua việc chờ đợi thời điểm phù hợp để đưa ra lời đề nghị hoặc quyết định, mà còn thể hiện ở việc không vội vã ép buộc đối phương phải đồng ý ngay lập tức. Người đàm phán giỏi sẽ hiểu rằng việc thúc đẩy quá nhanh hoặc gây áp lực lên đối phương có thể dẫn đến những quyết định vội vàng hoặc phản ứng tiêu cực. Thay vào đó, họ sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe, phân tích và đưa ra những câu hỏi mở, tạo cơ hội cho đối phương chia sẻ thông tin nhiều hơn. Điều này giúp cả hai bên có thêm dữ liệu để tìm ra thỏa thuận chung có lợi. Sự kiên nhẫn cũng đồng nghĩa với việc không nản lòng khi không đạt được thỏa thuận ngay lập tức. Đôi khi, việc tạm ngừng đàm phán và cho đối phương thời gian suy nghĩ có thể dẫn đến một kết quả tốt hơn. Cuban nhấn mạnh rằng, trong nhiều trường hợp, sự chờ đợi có thể mang lại một cái nhìn mới, một thông tin bổ sung hoặc một ý tưởng sáng tạo giúp cải thiện kết quả đàm phán. 2. Không cố gắng thắng bằng mọi giá. Kỹ năng thứ hai mà Cuban cho là quan trọng không kém chính là không cố gắng thắng bằng mọi giá. Trong đàm phán, mục tiêu không phải là giành lấy chiến thắng tuyệt đối và để lại đối phương trong thất bại. Một cuộc đàm phán thành công là khi cả hai bên đều cảm thấy mình đạt được điều mình mong muốn ở mức độ nhất định, hoặc ít nhất là không bị thiệt thòi. Cuban khuyến khích mọi người tránh xa chiến lược đàm phán kiểu thắng thua, bởi điều này có thể làm hỏng mối quan hệ lâu dài với đối tác hoặc khách hàng. Thay vào đó, ông khuyên mọi người nên tìm kiếm dẹp kiểu cùng thắng, win-win, nơi mà cả hai bên đều cảm thấy hài lòng với kết quả. Việc cố gắng chiến thắng bằng mọi giá có thể mang lại kết quả ngắn hạn,
nhưng thường dẫn đến hậu quả tiêu cực về mặt dài hạn. Đối phương có thể cảm thấy bị ép buộc hoặc thiệt thòi, từ đó mất lòng tin và không muốn hợp tác trong tương lai. Một trong những chiến thuật mà Kuban áp dụng để đảm bảo không rơi vào cái bẫy thắng bằng mọi giá là đặt câu hỏi để hiểu rõ động cơ và nhu cầu của đối phương. Việc lắng nghe và hiểu rõ đối phương không chỉ giúp bạn xây dựng được lòng tin, mà còn cho phép bạn xác định được những yếu tố mà hai bên có thể thỏa hiệp. Khi các bên tham gia đàm phán đều thấy rằng nhu cầu của mình được tôn trọng và đáp ứng, thỏa thuận đạt được sẽ bền vững và mang lại lợi ích lâu dài hơn. Trong các cuộc đàm phán trên Shark Tank, Mark Cuban thường cho thấy sự hiểu biết về nhu cầu và mong muốn của các doanh nhân. Khi nhận thấy có một ý tưởng hay nhưng chưa được phát triển đúng hướng, thay vì gạt bỏ ngay từ đầu hoặc ép buộc doanh nhân phải tuân theo ý kiến của mình, ông thường đóng vai trò là người lắng nghe, hỗ trợ và đưa ra những đề xuất cải tiến một cách từ tốn. Điều này giúp ông xây dựng được uy tín và mối quan hệ tốt với các đối tác kinh doanh. 3. Tích hợp cả hai kỹ năng. Để trở thành một người đàm phán thành công như Mark Cuban, việc tích hợp cả hai kỹ năng này, kiên nhẫn và không cố gắng thắng bằng mọi giá, là vô cùng quan trọng. Sự kiên nhẫn giúp bạn không vội vàng, từ đó có thể nắm bắt được những chi tiết quan trọng và tìm ra cách tiếp cận thông minh hơn. Trong khi đó, việc không cố gắng thắng bằng mọi giá sẽ giúp bạn duy trì được mối quan hệ tốt với đối tác và mở ra cơ hội cho những lần hợp tác sau này. Một ví dụ minh họa cho việc kết hợp hai kỹ năng này là cách Cuban xử lý những thương vụ mà ông không hoàn toàn đồng ý với các điều khoản ban đầu. Thay vì ngay lập tức từ chối hoặc chấp nhận, ông thường giữ im lặng, suy nghĩ và đưa ra các câu hỏi để đối phương giải thích thêm về quan điểm của mình. Quá trình này giúp ông xác định xem có thể đạt được sự thỏa hiệp nào không, từ đó mở ra một con đường thỏa thuận mới mà cả hai bên đều cảm thấy hài lòng. 4. Cách rèn luyện hai kỹ năng đàm phán này. Để phát triển kỹ năng kiên nhẫn trong đàm phán, bạn cần rèn luyện thói quen lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Hãy tập trung vào việc hiểu rõ đối phương, ghi chép lại những điểm quan trọng và cho mình thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra phản hồi. Đừng ngại giữ im lặng trong vài giây hoặc vài phút để suy nghĩ. Sự im lặng có thể là công cụ mạnh mẽ để tạo ra không gian suy tư cho cả bạn và đối phương. Để tránh việc cố gắng thắng bằng mọi giá, hãy tập trung vào việc hiểu rằng không phải lúc nào bạn cũng cần giành chiến thắng hoàn toàn để đạt được thành công. Hãy cân nhắc các lợi ích lâu dài và đặt câu hỏi như: thỏa thuận này có giúp xây dựng mối quan hệ bền vững không? Liệu đối tác có cảm thấy họ cũng đã đạt được điều gì đó không? Thực hành việc đặt mục tiêu không chỉ hướng tới lợi ích của mình, mà còn xem xét lợi ích của đối phương sẽ giúp bạn xây dựng được chiến lược đàm phán thông minh và hiệu quả hơn. Trong mọi cuộc đàm phán, sự kiên nhẫn và khả năng không cố gắng thắng bằng mọi giá chính là hai kỹ năng mà Mark Cuban đã chứng minh là yếu tố quyết định thành công. Những chiến thuật này không chỉ giúp bạn đạt được những thỏa thuận có lợi, mà còn giúp xây dựng mối quan hệ vững chắc và tạo điều kiện cho những cơ hội hợp tác trong tương lai. Việc rèn luyện hai kỹ năng này sẽ mang lại cho bạn không chỉ lợi ích trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân, nơi mà mọi mối quan hệ đều dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Ở phần tiếp theo của video, chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về các chiến thuật cụ thể mà bạn có thể áp dụng trong các cuộc đàm phán hàng ngày, từ cách đặt câu hỏi hiệu quả đến việc quản lý cảm xúc để không bị cuốn vào việc phải thắng bằng mọi giá. Những ví dụ thực tế từ chính kinh nghiệm của Cuban sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng những chiến lược này một cách hiệu quả nhất. Kỹ năng biến những xu hướng mới nổi thành nghề tay trái. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá kỹ năng nắm bắt và tận dụng các xu hướng mới nổi để biến chúng thành nghề tay trái hoặc cơ hội kinh doanh. Mark Cuban đã chứng minh khả năng đặc biệt này trong suốt sự nghiệp của mình, từ việc trở thành triệu phú nhờ công ty phần mềm Micro Solutions cho đến việc bán dịch vụ phát trực tuyến âm thanh Broadcast.com để trở thành tỷ phú. Ông không chỉ là một nhà đầu tư nhạy bén, mà còn là một người biết nhìn xa trông rộng và tận dụng xu hướng trước khi chúng trở nên phổ biến. 1. Bài học từ sự thành công của Cuban. Để hiểu rõ cách mà Cuban biến những xu hướng mới thành công cụ kiếm tiền, chúng ta cần nhìn lại quá khứ của ông và rút ra những bài học quan trọng từ đó. Vào những năm 1980, khi máy tính cá nhân bắt đầu phổ biến trong các gia đình Mỹ,
Kuban đã nhận ra tiềm năng của thị trường này và thành lập công ty phần mềm Micro Solutions. Công ty này không chỉ cung cấp dịch vụ phần mềm mà còn cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống, từ đó đáp ứng nhu cầu đang tăng cao của người dùng máy tính cá nhân. Bằng việc nắm bắt đúng thời điểm và hiểu rõ nhu cầu thị trường, ông đã bán Micro Solutions với giá 6 triệu USD vào năm 1990 và trở thành triệu phú. Sau thành công ban đầu đó, Kuban tiếp tục tìm kiếm xu hướng mới để khai thác. Ông nhận thấy tiềm năng của việc phát trực tuyến âm thanh qua Internet, một công nghệ mà tại thời điểm đó vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Kuban và cộng sự đã thành lập Broadcast.com và tiên phong trong lĩnh vực này. Đến năm 1999, Yahoo đã mua lại công ty với giá 5,7 tỷ USD, giúp ông trở thành tỷ phú. Đây là minh chứng rõ ràng về tầm nhìn chiến lược và khả năng biến xu hướng công nghệ thành lợi nhuận khổng lồ. 2. Xu hướng của ngày nay, trí tuệ nhân tạo. Trong thời đại hiện nay, một xu hướng lớn đang định hình và ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực là trí tuệ nhân tạo, AI. Kuban khẳng định rằng nếu ông có thể trở lại thời trẻ, ông sẽ đầu tư vào việc phát triển và khai thác các công nghệ AI hiện đại như ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google để tạo ra các nguồn thu nhập bổ sung. Những mô hình ngôn ngữ này đã thay đổi cách con người giao tiếp, học hỏi và làm việc. Với tiềm năng không giới hạn, chúng có thể mở ra cơ hội mới cho những người biết tận dụng chúng một cách sáng tạo. ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google là những công cụ tiên tiến có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên một cách hiệu quả. Chúng có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ viết lách, dịch thuật, tạo nội dung số, cho đến phát triển chatbot tự động, trợ lý ảo và phân tích dữ liệu. Nếu biết khai thác đúng cách, AI có thể trở thành nguồn thu nhập đáng kể, giúp bạn tạo ra nghề tay trái mà không cần vốn lớn. 3. Cách biến xu hướng AI thành nghề tay trái. Để biến trí tuệ nhân tạo thành một nghề tay trái hiệu quả, dưới đây là một số hướng dẫn mà bạn có thể tham khảo. Tạo nội dung sáng tạo. Với khả năng của các mô hình AI hiện tại, bạn có thể sử dụng chúng để viết nội dung cho blog, tạo bài viết SEO hoặc viết sách điện tử. Các công cụ AI có thể hỗ trợ việc lên ý tưởng, xây dựng dàn ý và thậm chí là viết toàn bộ bài viết. Bạn có thể mở dịch vụ viết nội dung hoặc bán sách điện tử trên các nền tảng như Amazon Kindle Direct Publishing. Phát triển dịch vụ tư vấn AI. Với kiến thức và kỹ năng sử dụng AI, bạn có thể cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty nhỏ hoặc cá nhân muốn ứng dụng AI vào công việc của mình, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Dịch vụ này bao gồm tư vấn về việc chọn lựa công cụ AI phù hợp, triển khai và tùy chỉnh mô hình AI cho các nhu cầu cụ thể. Tạo và quản lý chatbot. Ngày càng nhiều doanh nghiệp cần các giải pháp chatbot tự động để hỗ trợ khách hàng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Bằng việc sử dụng các nền tảng AI như ChatGPT, bạn có thể phát triển và bán các dịch vụ chatbot tùy chỉnh cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ đến dịch vụ tài chính. Phân tích dữ liệu và dự báo. Một nghề tay trái đầy tiềm năng khác là sử dụng AI để phân tích dữ liệu và dự báo xu hướng cho các doanh nghiệp nhỏ. Với kiến thức về AI, bạn có thể thu thập và xử lý dữ liệu để cung cấp các báo cáo chi tiết về thị trường, khách hàng hoặc các xu hướng mới nhất, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh hơn. Tạo khóa học và hướng dẫn. Nếu bạn là người yêu thích giảng dạy, việc tạo các khóa học hướng dẫn cách sử dụng AI trong công việc cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Các khóa học này có thể được bán trên các nền tảng học trực tuyến như Udemy, Coursera hoặc tự tổ chức trên trang web cá nhân của bạn. 4. Kỹ năng cần có để bắt đầu. Để khai thác hiệu quả các công nghệ AI và biến chúng thành nghề tay trái, bạn cần trang bị cho mình một số kỹ năng quan trọng. Hiểu biết về công nghệ AI. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là bạn cần hiểu rõ cách thức hoạt động của các công cụ AI như ChatGPT và Gemini. Điều này không có nghĩa là bạn phải trở thành chuyên gia lập trình, nhưng bạn cần nắm bắt cách sử dụng chúng, cách huấn luyện các mô hình cơ bản và hiểu về khả năng lẫn giới hạn của chúng. Khả năng phân tích thị trường. Để thành công, bạn cần biết cách tìm ra xu hướng nào đang phát triển và có thể khai thác nó như thế nào. Khả năng phân tích thị trường và nhận ra cơ hội trước khi chúng trở nên phổ biến là điều giúp bạn đi trước đối thủ cạnh tranh. Kỹ năng sáng tạo. Dù công cụ AI có khả năng tạo nội dung nhanh chóng, việc tạo ra sự khác biệt và giá trị nằm ở cách bạn sử dụng chúng. Kỹ năng sáng tạo giúp bạn phát triển các ý tưởng độc đáo và áp dụng AI vào những ngách thị trường mà ít người nghĩ đến. Kỹ năng giao tiếp và thương lượng. Để thành công trong việc biến AI thành nghề tay trái,
bạn cần biết cách tiếp cận khách hàng và thương lượng các điều khoản. Điều này giúp bạn có thể bán dịch vụ hoặc sản phẩm của mình với mức giá cạnh tranh và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. 5. Câu chuyện thành công từ việc nắm bắt xu hướng AI. Nhiều cá nhân đã thành công trong việc biến AI thành nghề tay trái hoặc nguồn thu nhập chính. Chẳng hạn, một số người đã tạo ra các dịch vụ viết nội dung tự động cho blog và trang web, kiếm được hàng ngàn USD mỗi tháng mà không cần phải làm việc trực tiếp với từng dự án. Những người khác đã sử dụng kỹ năng phát triển chatbot để xây dựng các ứng dụng nhỏ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ cải thiện dịch vụ khách hàng và tăng doanh thu. Một trường hợp điển hình là việc một nhóm phát triển đã sử dụng ChatGPT để tạo ra các công cụ hỗ trợ dịch thuật và viết bài tự động, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định mà không cần phải tham gia vào công việc truyền thống. Bằng cách kết hợp sự hiểu biết về công nghệ với khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường, họ đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường ngách và xây dựng được sự nghiệp từ chính những công nghệ hiện đại. 6. Tương lai của nghề tay trái dựa trên AI. Dù hiện nay có rất nhiều người đã và đang khai thác AI để tạo ra nguồn thu nhập, cơ hội vẫn không hề cạn kiệt. Sự phát triển của AI chỉ mới bắt đầu. Và trong tương lai, chắc chắn sẽ có thêm nhiều công cụ và nền tảng mới với khả năng mạnh mẽ hơn. Những người luôn giữ vững tư duy học hỏi và nhanh nhạy với công nghệ sẽ tiếp tục là những người đi đầu và tận dụng được xu hướng này. Mark Cuban khuyên rằng, đừng bao giờ chờ đợi xu hướng trở nên phổ biến mới bắt đầu tham gia, bởi vì khi đó, bạn sẽ chỉ là người theo sau. Hãy tự tin tìm hiểu, thử nghiệm và tạo ra những cách tiếp cận mới. Ngay cả khi bạn không trở thành tỷ phú như ông, bạn vẫn có thể tạo ra những nguồn thu nhập bổ sung giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp. Ở phần cuối của video, chúng tôi sẽ chia sẻ một số công cụ và nguồn lực hữu ích giúp bạn bắt đầu hành trình khai thác AI để tạo ra nghề tay trái của mình. Từ việc chọn công cụ đến cách bắt đầu một dự án nhỏ, bạn sẽ có trong tay những thông tin cần thiết để khởi đầu thành công. Một số công cụ và nguồn lực hữu ích giúp bạn bắt đầu hành trình khai thác AI. Để bắt đầu hành trình khai thác AI để tạo ra nghề tay trái, bạn cần trang bị cho mình một số công cụ và nguồn lực hữu ích giúp bạn dễ dàng bắt đầu và triển khai dự án. Dưới đây là danh sách các công cụ AI, nền tảng hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết về cách tận dụng chúng để tạo ra các cơ hội nghề tay trái. 1. Các công cụ AI. Để hỗ trợ viết nội dung và biên tập, ChatGPT là một trong những công cụ AI mạnh mẽ nhất để tạo nội dung văn bản tự động. Công cụ này có thể hỗ trợ bạn viết blog, bài viết SEO, bài đăng trên mạng xã hội và nội dung quảng cáo. Để bắt đầu, bạn có thể đăng ký và sử dụng phiên bản miễn phí hoặc nâng cấp lên phiên bản Pro để có thêm tính năng nâng cao. Cách bắt đầu dự án nhỏ: tạo một dịch vụ viết nội dung tự động trên các nền tảng như Fiverr hoặc Upwork. Đặt mục tiêu viết bài nhanh, chính xác và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Jasper AI cũng là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tạo nội dung đa dạng, từ viết blog đến email marketing và quảng cáo. Jasper AI nổi bật với khả năng tùy chỉnh giọng văn và phong cách viết, giúp bạn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Cách bắt đầu: đăng ký dùng thử Jasper AI, làm quen với các tính năng và tạo một danh mục các bài viết mẫu. Sau đó, quảng bá dịch vụ viết nội dung của bạn thông qua website cá nhân hoặc mạng xã hội. 2. Công cụ AI cho thiết kế đồ họa. DALL-E là một công cụ AI sáng tạo giúp bạn tạo ra hình ảnh và minh họa từ văn bản. Điều này rất hữu ích cho các dịch vụ thiết kế đồ họa như tạo poster, hình minh họa và bìa sách. Cách bắt đầu: khám phá cách sử dụng DALL-E để tạo các tác phẩm mẫu và xây dựng một danh mục đầu tư trực tuyến, đăng tải hình ảnh lên các nền tảng như Behance, Dribbble để quảng bá dịch vụ của bạn. Canva với tính năng AI. Canva là công cụ thiết kế phổ biến và dễ sử dụng. Nay được tích hợp thêm các tính năng AI giúp tự động hóa thiết kế, tạo mẫu nhanh chóng và chỉnh sửa hình ảnh. Với Canva, bạn có thể tạo các ấn phẩm truyền thông, tài liệu quảng cáo và đồ họa mạng xã hội một cách chuyên nghiệp. Cách bắt đầu: đăng ký tài khoản Canva Pro để tận dụng các tính năng AI và tạo một số thiết kế mẫu để giới thiệu trên hồ sơ cá nhân hoặc trang web kinh doanh. 3. Công cụ AI cho dịch vụ tư vấn và chatbot. Dialogflow, Google Cloud. Đây là một nền tảng phát triển chatbot mạnh mẽ, giúp bạn tạo các ứng dụng hội thoại tự động cho các doanh nghiệp. Dialogflow dễ dàng tích hợp với nhiều nền tảng khác như Facebook Messenger, WhatsApp và website của doanh nghiệp.
Cách bắt đầu: học cách sử dụng Dialogflow qua các hướng dẫn trực tuyến và khóa học trên Coursera hoặc YouTube. Tạo các chatbot mẫu để quảng bá dịch vụ phát triển chatbot của bạn. ManyChat. Đây là một công cụ chuyên dụng để phát triển chatbot cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Instagram. ManyChat cung cấp giao diện kéo thả, giúp bạn dễ dàng tạo và quản lý chatbot mà không cần biết lập trình. Cách bắt đầu: đăng ký tài khoản ManyChat, tạo một chatbot cơ bản và thử nghiệm các tính năng của nó. Sau đó, tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân cần trợ giúp trong việc tự động hóa hỗ trợ khách hàng. Bourm, công cụ AI cho phân tích dữ liệu. Tableau là một trong những công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu hàng đầu. Với sự hỗ trợ từ AI, Tableau có thể tự động đề xuất các biểu đồ và phân tích dựa trên dữ liệu bạn nhập vào, giúp việc phân tích và dự báo trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Cách bắt đầu: học cách sử dụng Tableau thông qua các khóa học miễn phí hoặc trả phí trên Udemy, LinkedIn Learning. Sau khi nắm vững kỹ năng, bạn có thể cung cấp dịch vụ phân tích và báo cáo dữ liệu cho các doanh nghiệp nhỏ và startup. RapidMiner. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự đoán mà không cần viết code. RapidMiner có thể giúp bạn xử lý dữ liệu và tạo ra các báo cáo chi tiết và trực quan, phù hợp cho những ai muốn bắt đầu với tay trái liên quan đến phân tích dữ liệu. Cách bắt đầu: tìm hiểu về RapidMiner qua các tài liệu và khóa học trực tuyến, sau đó thực hiện các dự án thử nghiệm với dữ liệu mở. Tạo ra các mẫu báo cáo và giới thiệu dịch vụ của bạn tới các khách hàng tiềm năng. 5. Công cụ AI để tạo video và nội dung đa phương tiện. Synthesia. Synthesia là một công cụ AI cho phép bạn tạo video với người dẫn chương trình ảo. Đây là công cụ hoàn hảo để tạo nội dung hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm hoặc quảng cáo mà không cần phải xuất hiện trực tiếp trước máy quay. Cách bắt đầu: đăng ký tài khoản Synthesia và tạo một số video mẫu để xây dựng danh mục đầu tư. Tạo video giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và chia sẻ trên mạng xã hội và YouTube để thu hút khách hàng. Descript. Descript là công cụ chỉnh sửa video và âm thanh dựa trên AI, giúp bạn tạo nội dung video dễ dàng. Nó cho phép bạn chỉnh sửa video như chỉnh sửa văn bản, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cách bắt đầu: thử nghiệm các tính năng chỉnh sửa video của Descript bằng cách tạo nội dung thử nghiệm. Quảng bá dịch vụ chỉnh sửa video chuyên nghiệp của bạn trên các nền tảng như Upwork và Fiverr. 6. Các nền tảng học tập và khóa học hỗ trợ phát triển kỹ năng AI. Coursera và Udemy, cả hai nền tảng này đều cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao về AI, Machine Learning và phân tích dữ liệu. Bạn có thể học cách sử dụng các công cụ AI phổ biến và tìm hiểu cách áp dụng chúng vào công việc thực tế. Cách bắt đầu: tìm và tham gia các khóa học phù hợp với mục tiêu của bạn. Các khóa học như Machine Learning của Andrew Ng trên Coursera hay các khóa về AI của Udemy là những lựa chọn tuyệt vời để bạn bắt đầu. YouTube. Nền tảng video này có vô số hướng dẫn miễn phí về cách sử dụng các công cụ AI. Bạn có thể tìm thấy các bài học từ cơ bản đến phức tạp, giúp bạn làm quen với công cụ mới một cách nhanh chóng. Cách bắt đầu: theo dõi các kênh YouTube chuyên về công nghệ và AI để học hỏi từ các chuyên gia. Hãy tìm kiếm từ khóa như ChatGPT Tutorial, AI for Beginners hoặc AI Tool Walkthroughs. LinkedIn Learning. Đây là một nguồn học tập tuyệt vời khác với hàng loạt khóa học chất lượng cao về AI, tư duy dữ liệu và các công cụ liên quan. LinkedIn Learning cung cấp các khóa học chuyên sâu giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết. 7. Mẹo bắt đầu dự án nhỏ liên quan đến AI. Chọn dự án phù hợp với kỹ năng và sở thích. Hãy bắt đầu với một dự án nhỏ mà bạn thấy hứng thú và có đủ kiến thức để thực hiện. Điều này sẽ giúp bạn duy trì động lực và học hỏi thêm trong quá trình làm việc. Tận dụng cộng đồng hỗ trợ. Tham gia các diễn đàn trực tuyến, nhóm Facebook hoặc cộng đồng trên Reddit chuyên về AI để chia sẻ kinh nghiệm và hỏi đáp khi gặp khó khăn. Thử nghiệm và cải tiến liên tục. Đừng ngại thử nghiệm với các công cụ và dự án khác nhau để tìm ra lĩnh vực phù hợp nhất. Việc thử nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách AI có thể áp dụng trong các tình huống cụ thể và giúp bạn phát triển các kỹ năng mới. Quảng bá dịch vụ của bạn. Sử dụng các mạng xã hội và nền tảng chuyên nghiệp như LinkedIn để chia sẻ công việc của bạn và thu hút khách hàng. Tạo một portfolio trực tuyến với các dự án mẫu để thể hiện khả năng của bạn và giúp khách hàng dễ dàng đánh giá năng lực của bạn. Hành trình khai thác AI để tạo ra nghề tay trái bắt đầu từ việc tìm hiểu, thử nghiệm và áp dụng các công cụ cũng như kỹ năng phù hợp. Với sự hỗ trợ của các công cụ AI, DALL-E, Jasper AI,
và nhiều nền tảng học tập. Bạn có thể biến AI thành một phần không thể thiếu trong công việc và kiếm thêm thu nhập. Hãy bắt đầu với các bước nhỏ, tìm hiểu qua các khóa học và hướng dẫn, và dần dần phát triển những dự án lớn hơn để mở rộng cơ hội của mình. Lời kết. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về 6 kỹ năng cần thiết để đạt được thành công và sự nghiệp thịnh vượng theo tỷ phú Mark Cuban. Chúng ta nhận ra rằng thành công không chỉ dựa vào khả năng chuyên môn, mà còn được xây dựng từ các kỹ năng mềm, chiến lược đàm phán tinh tế và sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng. Từ sự kiên nhẫn và khả năng không cố gắng thắng bằng mọi giá trong đàm phán, cho đến việc phát triển trí tò mò, sự nhanh nhẹn và khả năng thích ứng, tất cả đều là những yếu tố giúp bạn nổi bật trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh. Mark Cuban đã chứng minh rằng việc không ngừng học hỏi, linh hoạt trước những thay đổi và tận dụng công nghệ, đặc biệt là AI, là chìa khóa để mở ra những cơ hội mới và phát triển nghề tay trái sinh lợi. Bằng cách áp dụng những chiến lược thực tế để thay đổi tư duy và xây dựng thói quen hàng ngày, bạn có thể rèn luyện và nâng cao các kỹ năng này, từ đó tạo nên nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mình. Hãy nhớ rằng, thành công không đến từ sự may mắn, mà từ việc chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng nhìn xa trông rộng. Dù bạn đang bắt đầu hay đã đi sâu vào sự nghiệp, việc phát triển và hoàn thiện những kỹ năng này sẽ giúp bạn tiến xa hơn, mở rộng tầm nhìn và đảm bảo sự nghiệp của bạn không chỉ khởi sắc mà còn bền vững và thịnh vượng trong nhiều năm tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy áp dụng những bài học từ Mark Cuban để tạo nên con đường thành công cho riêng mình. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung giá trị tiếp theo. Chúc các bạn thành công!